Cạn kiệt ngân sách, Ukraine phải in thêm tiền để trả lương cho binh sĩ, khiến đồng tiền giảm 30% giá trị. Các bạn thân mến, do khoảng cách giữa chi tiêu quân sự và nguồn thu thuế trong nền kinh tế giảm sút mạnh, chính quyền Ukraine đang khổ sở vắt óc mà không biết xoay đâu ra tiền để trả lương cho binh sĩ. Trong bối cảnh sự hỗ trợ về tài chính của phương Tây đến chậm nhỏ giọt và xung đột với Nga vẫn chưa chấm dứt, Kiev được cho là đã phải in tiền mặt để chi trả cho các hoạt động của quân đội. Nhưng điều này sẽ gây ra một hệ quả cực kỳ nghiêm trọng. Giá trị đồng tiền giảm hơn 30%, kéo theo lạm phát tăng lên mức kỷ lục, bởi vốn dĩ phát hành thêm tiền là một chủ trương cực kỳ nhạy cảm. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko nói với hãng thông tấn Mỹ rằng ông rất đau đầu khi phải tiếp tục cân bằng giữa chi phí phát sinh từ cuộc xung đột với nguồn thu từ thuế giảm mạnh vì nền kinh tế bị vùi dập sau gần nửa năm gián đoạn. Với khoảng 60% ngân sách đang được sử dụng để chi trả cho cuộc xung đột, Bộ trưởng Marchenko cho biết ông đã phải cắt giảm tất cả các khoản chi không cần thiết, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ vì nguồn thu từ thuế chỉ đủ chi trả cho khoảng 40% chi tiêu của chính phủ. Khi Ukraine đã rỗng két sắt lại không đi vay được nữa, chính quyền Kiev trước đó cho biết họ cần 5 tỷ đô mỗi tháng để điều hành đất nước và sẽ không thể duy trì nếu không có sự trợ giúp của phương Tây. Tuy nhiên, các khoản viện trợ và cho vay mà các quốc gia phương Tây hứa trao cho Kiev đến chậm hơn dự kiến. Một phần nguyên nhân là do vũ khí của Mỹ và NATO viện trợ liên tục bị bán chui bán lủi cho các tổ chức khủng bố ở khắp nơi, thậm chí còn bán cho cả Nga để tham nhũng. Bởi vậy đến nay, Liên minh châu Âu EU mới chỉ cung cấp 1 tỷ euro trong số 9 tỷ euro mà khối này hứa viện trợ cho Kiev. Đức thậm chí còn phản đối ý tưởng cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho Ukraine. Giới chức Ukraine đã dành nhiều thời gian để thuyết phục chính phủ phương Tây hành động nhanh hơn. Nếu không có khoản tiền này, xung đột sẽ kéo dài và gây thiệt hại nặng nề cho các nền kinh tế. Việc kinh tế Ukraine bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột khiến nguồn thu thuế của chính phủ nước này bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chi tiêu quốc phòng lại tăng cao ở mức kỷ lục. Ngân hàng Trung ương Ukraine không còn cách nào khác ngoài việc phải in thêm tiền để chính phủ trả lương cho quân đội và mua vũ khí đạn dược để tiếp tục chiến đấu. Cách làm này đã khiến đồng hryvnia của Ukraine bị suy yếu, trong khi đồng tiền này vốn đã mất giá 30% kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến lạm phát tăng đột biến. Đây là một phương pháp phản khoa học kinh tế chính trị mà chỉ có những quốc gia lâm vào bước đường cùng mới làm. Vậy tại sao in thêm tiền lại khiến một quốc gia rơi vào tình trạng lạm phát? Như chúng ta đã biết, tiền để đổi hàng hóa được coi là vật ngang giá. Nếu như có quá nhiều tiền trong lưu thông mà hàng hóa lại ít, tức là không sản xuất được hàng hóa, thì phải cần nhiều tiền mới mua được. Ví dụ, một ổ bánh mì đang có giá 20.000 đồng trong nền kinh tế phát triển bình thường. Nếu quốc gia này in quá nhiều tiền mà không sản xuất kịp bánh mì, dẫn đến việc người dân tranh nhau mua bánh mì khiến ổ bánh mì có giá lên tới 1 triệu đồng. Đây chính là lạm phát. Chiến sự có nguy cơ kéo dài và chưa biết thời điểm kết thúc. Rõ ràng, Ukraine khó có thể duy trì sản xuất như trước thời điểm xung đột. Nhưng theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine Marchenko, sự hy sinh này là có thể chấp nhận được. Họ lo lắng về việc phải giành chiến thắng, thà rủi ro lạm phát cao còn hơn là không thể trả lương cho quân đội. Nếu cứ đi vay và in tiền vô tội vạ, sẽ khiến kinh tế Ukraine rơi vào cảnh kiệt quệ trong tương lai, nhất là đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, với cơn bão siêu lạm phát xảy ra ở hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới. Theo Business Insider, các tổ chức S&P và Fitch đã hạ tín nhiệm xếp hạng tín dụng của Ukraine xuống vỡ nợ chọn lọc hay là vỡ nợ một phần, tức là chỉ còn một bậc nữa là đến mức vỡ nợ hoàn toàn. Động thái này được giải thích bằng cách viện dẫn nợ nước ngoài của Ukraine, cụ thể là họ đang chậm trễ trong việc thanh toán nợ. Kiev đã được các chủ nợ quốc tế cho phép hoãn nợ nước ngoài trong 2 năm, trị giá 20 tỷ đô. Một nhóm các quốc gia chủ nợ phương Tây, bao gồm Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản và Anh, đã đồng ý hoãn lấy lãi từ khoản nợ của Ukraine vào ngày 20 tháng 7. Theo yêu cầu của Kiev, đồng thời còn kêu gọi các chủ nợ khác cũng làm như vậy. Sản lượng kinh tế ở Ukraine giảm mạnh kể từ khi cuộc chiến của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Theo ước tính mới nhất của Ngân hàng Thế giới từ tháng 6, sản lượng kinh tế Ukraine có thể sẽ giảm 45% trong năm nay. Để giải quyết tình hình,
Ukraine tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Oleg Ostenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, một khoản vay trị giá 5 tỷ đô có thể giúp đất nước ông củng cố niềm tin của các nhà tài trợ khác. Khoản viện trợ tương ứng của IMF trong khoảng 18 tháng có thể là cơ sở cho một gói hỗ trợ tiếp theo từ 15 đến 20 tỷ đô. Tuy nhiên, với việc S&P và Fitch đóng nhãn xấu cho Ukraine, thì Quỹ tiền tệ quốc tế khá băn khoăn trước việc cho vay. Gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế ở London cảnh báo rằng Ukraine cần khẩn cấp điều chỉnh lại chiến lược kinh tế vĩ mô của mình. Theo đó, nếu nước này tiếp tục điều hành như trước giờ, sẽ có một cuộc khủng hoảng lớn phá hủy khả năng duy trì nỗ lực chiến tranh của Ukraine trong một thời gian ngắn. Nói cách khác, Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến này nếu không cải thiện được tình hình kinh tế. Vào ngày 13 tháng 8, truyền thông Nga cho rằng nạn tham nhũng đang giày xéo nền kinh tế Ukraine đến mức kiệt quệ. Kể cả khi được phương Tây viện trợ vũ khí, thì trộm cắp cũng phát triển mạnh trong hàng ngũ chỉ huy Ukraine. Mọi chuyện bắt đầu không phải hôm nay hay hôm qua, mà đã được quan sát rất lâu kể từ năm 2014, khi Ukraine bất ngờ trở thành quốc gia dẫn đầu về vụ nổ kho đạn tại nhiều kho hàng khác nhau. Ví dụ ở Balaklia, chính người dân địa phương cũng nói rằng những quả đạn pháo này thực sự đã bị đánh cắp và chúng sau đó phát nổ. Hiện tại, trong chiến dịch phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, tình hình tương tự đang diễn ra. Tiền của phương Tây chảy thành dòng, còn đạn dược và thiết bị thì bị đánh cắp một cách bí ẩn. Với một số tiền nhất định, giới lãnh đạo sẽ giao pháo tự hành Kesha của Pháp, hiện đang được nghiên cứu tại một nhà máy ở Nizhny Tagil. Họ thậm chí cố gắng bán vũ khí trên nhiều trang web khác nhau của Ukraine để đăng quảng cáo và khá thành công. Người mua sẵn sàng mua nó, kể cả ở châu Phi hay Nam Mỹ. Khi rút lui, những người lính thuộc lực lượng vũ trang Ukraine từ bỏ vị trí, thường mang theo vũ khí bên mình và họ làm điều đó một cách bí mật vì không ai trong quân đội Ukraine lưu giữ hồ sơ cấp về đạn dược. Điều đáng chú ý là quan chức Kiev cũng nhận thức được những gì đang xảy ra, trong đó bao gồm hoạt động buôn bán vũ khí, đặc biệt là giữa các chiến binh của Tổ chức Dân tộc Chủ nghĩa Kraken, được giám sát bởi cựu lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ukraine Arsen Avakov. Trong một diễn biến có liên quan, giới quân sự Mỹ xót ruột không muốn gửi nhiều HIMARS do Ukraine xài quá tốn. Theo đó, 16 hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đang thu hút sự chú ý trong những tuần gần đây khi được cho là hiệu quả khi nhắm vào các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, tốc độ bắn của Ukraine khiến ngay cả các nhà cung cấp là Mỹ cũng thấy choáng váng. Tính từ năm 2004, Mỹ sản xuất được khoảng 50.000 quả rocket có dẫn đường và năm nay thì sản xuất được 5.800 quả. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp cho Ukraine khoảng 10.000 quả rocket HIMARS trong kho dự trữ của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ an ninh ưu tiên của Ukraine, cung cấp vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ khi có sẵn, rồi tạo điều kiện cho các đồng minh và đối tác giao vũ khí khi hệ thống của họ phù hợp hơn với nhu cầu của Ukraine. Rồi cuối cùng sẽ đến thời điểm Mỹ phải giảm số lượng tên lửa gửi đi cho Ukraine vì kho dự trữ cạn kiệt. Chính phủ Kiev đã bị suy yếu bởi cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng, tới mức có thể sẽ sớm không thể duy trì quỹ cho quốc phòng nữa. Điều này có nghĩa là nếu chính phủ Kiev tiếp tục điều hành như trước giờ, họ chắc chắn sẽ không thể duy trì chiến sự đến cuối năm 2022. Việc toàn bộ nền sản xuất thép hùng mạnh một thời và các nhà máy lọc dầu lớn ở Ukraine bị tê liệt, cũng như việc các cảng của nước này bị phong tỏa, đã khiến sản lượng kinh tế sụt giảm nghiêm trọng. Các lĩnh vực xuất khẩu bị ảnh hưởng đặc biệt. Thêm vào đó, nhiều dự án xây dựng công nghiệp bị đóng băng đang gây thêm áp lực cho nền kinh tế Ukraine. Trong bối cảnh này, thị trường lao động đang chịu áp lực rất lớn. Ngân hàng Quốc gia Ukraine ước tính rằng hơn 1 triệu công nhân đã bị cho nghỉ việc và hơn một nửa số công ty đã cắt giảm lương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, một con số lên tới 50%. Tỷ lệ thất nghiệp ước tính là 35% vào tháng 6 năm 2022. Điểm sáng hiện nay là lĩnh vực công nghệ thông tin khi lĩnh vực này vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine dường như còn có những ảnh hưởng lớn hơn thế, lan rộng ra toàn bộ châu Âu và trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng nhất với Liên minh châu Âu.
Nếu đồng tiền hryvnia của Ukraine suy giảm hơn 30% giá trị, thì đồng tiền chung euro cũng được so sánh như con tàu Titanic chìm giữa lòng đại dương. Đồng thời, họ còn cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt vào những tháng mùa đông sắp tới do thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Liên minh châu Âu-EU cáo buộc Nga sử dụng năng lượng để gây khó dễ và cho rằng hành động này có động cơ chính trị. Nguồn cung khí đốt chảy qua đường ống Nord Stream 1 từ Nga vào châu Âu giảm mạnh xuống chỉ còn 1/5 công suất. Lạm phát khu vực đồng euro tiếp tục tăng lên 8,9% trong tháng 7 so với 8,6% trong tháng 6 và 8,1% vào tháng 5. Đầu tháng 8, đồng euro lần đầu tiên đạt mức ngang bằng với đô la trong hơn 20 năm. Hiện tại, đồng euro đang trở thành một cái bẫy. EU chắc chắn đã tự gây khó dễ cho mình. Liên minh đã từ bỏ các nguyên tắc riêng của mình trong việc duy trì sự ổn định kinh tế dẫn đến cuộc khủng hoảng đồng euro như ngày hôm nay. Trên thực tế, câu hỏi không phải là liệu đồng euro có sụp đổ hay không. Đồng euro sẽ sụp đổ bởi vì các vấn đề mà nó đặt ra là không thể giải quyết được, cũng như sự phân hóa mà nó tạo ra giữa các quốc gia sẽ trở nên quá mạnh mẽ. Đây là một logic đơn giản. Đồng euro tác động lên nợ và bây giờ nợ sẽ khiến đồng euro sụp đổ. Câu hỏi thực sự và quan trọng bây giờ là khi nào và trong điều kiện nào đồng euro sẽ sụp đổ. Trên thực tế, sử dụng đồng euro cũng giống như ở trên tàu Titanic. Theo lý thuyết, chúng ta biết rằng con tàu sẽ chìm, nhưng chúng ta không muốn nhìn thấy nó xảy ra. Chúng ta đẩy các động cơ đến giới hạn như một biện pháp cuối cùng, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Tuy nhiên, rốt cục nó vẫn sẽ chìm. Đồng euro là một hệ thống đã đi đến điểm cuối, nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Tình hình ở khu vực đồng tiền chung châu Âu rất căng thẳng. Lạm phát kỷ lục, thâm hụt thương mại kỷ lục, nợ quốc gia kỷ lục, phi công nghiệp hóa, tăng trưởng vẫn ở mức thấp và cuối cùng là sự mất niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư và các tác nhân kinh tế. Việc tỷ giá đồng euro kém hơn đồng đô la hiện nay khiến người châu Âu nhớ về những năm 2000 khi đồng euro mới đưa vào sử dụng và cũng yếu hơn nhiều so với đô la. Vào thời điểm đó, để thúc đẩy kinh tế châu Âu, ngân hàng trung ương các nước đã vào cuộc. Phải mất gần 3 năm, tức là từ năm 2000 đến năm 2002, đồng euro mới đạt mức ngang giá với đô la. Tỷ giá giao dịch của nó đã mạnh hơn so với đô la kể từ đó. Tuy vậy, nếu vào những năm 2000, thách thức với đồng euro chỉ đơn giản là vấn đề khủng hoảng niềm tin, thì lúc này là các chính sách không kịp thời của EU và các biến cố chính trị nghiêm trọng, bao gồm cả cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine gây ra. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!